Xin ái mình chào các bạn nha. Hôm nay mình trở lại xưởng tiện của anh Minh Hiền nha bạn. Địa chỉ lại chợ Nhân Nguyên, huyện Biển tỉnh Cà Mau. Hôm nay anh Minh Hiền cũng mới vừa hoàn thiện xong một cái bộ máy. Con này thì Isuzu. Này 4GB1, lòng 93 ly tập Bogin. Đây, con này 9 lòng 93 ly nghe em. Này Isuzu 4GB1. Mới vừa hoàn thiện xong cái bộ dàn cầu với nóc, đồng bộ 100%. Thì chút xíu cũng sẽ hạ thủy và test cho anh em xem luôn ha. Hay là mình test luôn nghe em. Dàn cầu thì này mới làm luôn anh em, 100% luôn ha. Chiến dịch thì đang chạy hệ chiến dịch là ba cánh bầu, đường nước chảy nhựa ở trên thì anh đi bằng ống 27 nghe nè, ống lớn nè, 27 mắn u dài tầm 2,5 m nghe nè, mắn u dài 2,5 m, đường nước thì ống 27 nghe nè mày. Anh làm rất là nhiều bách kẹp luôn ha, 1 bách kẹp, 2 bách kẹp, 3 bách kẹp, 4 cái bách kẹp luôn, mắn u dài 2,5 m nghe nè. Máy này thì nó có turbo, nó có sinh hàng nhất luôn anh em. Cái phần đó là phần sinh hàng nhất, giải nhiệt nhất. Cái này thì tập bogin luôn anh em, tập bogin. Lòng 93 ly, mình gọi là con 4GB1 á. Mình quay thông số cho anh em xem nè. Có cái số này. Anh thấy không? Lòng 93 ly anh em. 4GB1, anh thấy không? 4GB1 nó không có lốc nữa anh em. 4GB1 nha. Này là con này thì công suất là lòng 93 ly nha anh em. Lòng 93 ly, còn mấy con mà 4KH1 anh em, nó mới 95 ly nha. Con này thì lòng 93. Rồi, nói chung là tập bô game rồi anh em đi cái đường to qua đó, cái to bằng ống nhựa ha. Đúng rồi. Anh Duy mình đề sẵn rồi đó, xin chỉ đợi máy xem. Duy mình đề sẵn rồi. Phần mặt trước đi nóc trộn bộ anh em ơi, xong hết ha. Phần trước thì anh em có làm cái chỗ này là cái coe đổ cái họng mua turbo nè, làm cái nóc con này ha, nóc con này đi nóc. GMC GMC chuyên làm dài. Này cái dài đi ra từ dưới lên ha, khi nào phải tắm lên. Khi nào dài rất là dài. Hạ tắt. Khi nào tắm ly, làm dài tới trên luôn ha. Này chặt ra, chặt ra cao. Bởi vì anh làm rất là cao ha, làm dài tới trên luôn. Nè, cái bản rất là lớn, tầm 2 tấc. Đi dừng nước trong luôn anh em. Nước trong ha. Trong ở đây. Mấy cái đi bằng cái V. Hàng V. Đi đường nước trong luôn anh em, cho nó gọn ha. Máy này máy lớn mà anh vẫn đi đường nước trong. Nước trong này nó gọn rất là đẹp anh em. Còn đường nước ngoài thì mình bè ngoài ha. Máy này máy lớn mà anh vẫn đi đường nước trong anh em. Nước trong nè. À, hàng ốc V. V đi ống 27. Ống 27 vô đây. Lên chai nước đứng. Đây, chai nước đứng rồi vô máy. Đây qua chai nước ngang, mình chuyển qua bên kia các bạn. GMC lòng 93. Cái phần trước. Trước anh em ơi. Đây, anh Hiền có làm cái đồng hồ đo áp suất nhớt này ha. Đồ áp suất nhớt, đo cái chỗ đỏ đỏ là cái có đề chấm đề vô. Còn trang trí trước này nè, nó phát ha. Chỗ cái nắng lắm sẽ không được rõ, hướng bên kia thì đẹp hơn, hướng này mình trong bia nó được sáng bởi nó không có được rõ không anh em. Phần cái đó thì nó có cái xéo xéo anh em, các cái lồng chính các một ha, các một thì nó bầu bầu. Còn cái này là cái cũng gì mọc thì anh em thấy đấy ha, nó có xếp tua tua như là mọc mặt trời như thế, tua đó ha, có tua tua đó là lòng 93 ly, này là con như 4GB1 anh em thấy đấy ha, 93 ly là nó có tua 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 như mặt trời, còn cái lòng 95 ly 4K1 thì nó sẽ bầu bầu như thế này, có làm cái bít chỗ bu ly luôn, bu ly quay trong là mình sẽ không thấy ha, bu ly luôn, chàng chỉ cũng đơn giản thôi, bít thì làm hai cái mặt ram như là nó sẽ bít máy ha. Nó đồ này trang trí còn trước mình hết phải như mấy cái máy nhỏ phần ga đây lên ga này anh em lên ga ga đây chỗ heo dài cái nó rất là lớn nha bạn bốn máy ha dài này heo bốn heo của nó còn mới luôn máy này không còn mới mình thấy dài bốn heo nó ha bốn máy anh em bụng vô bốn máy lên ga đây ha kéo vào lên ga
tôi quay cái chi tiết của này cho anh em xem nha. Chi tiết của này. Còn chỗ cái turbo thì anh hiện cái lồng hai vào, phần này thì bằng lắp đưa ra chỗ này có cái co turbo ha, turbo, đi hơi turbo. Chỗ ga nữa nè, chỗ ga cho này. Qua nè, này kiểu gì ha, này cái lò sâu quá vậy ha. Anh em, cái lò co nhưng mà chỗ cái này. Đây là cái đường ga của bô lửa anh em, bô lửa rồi tôi bô luôn ha, dột cái đường ngọc dột là của cái họng bô lửa, cái chỗ ở đây ha, chỗ bô lửa ở đây, bô lửa nghe nè, cũng có lòng kiểu ha, kiểu mỗi dịch, kiểu như mỗi dịch nha, bô lửa. Cái này là cái sinh hàng nhớt, giải nhiệt nhớt anh em, còn đen đen nè, này để giải nhiệt nhớt. Máy này thì nó đi đường xa rất liền tại vì nó có làm mát nhất luôn nha, giải nhiệt nhất ha. Đây giải nhiệt nhất là cái phần này nha bạn. Phần này ống ra ống vô, đường nước ra nước vô giải nhiệt nhất. Thì cái nước này cái nước ngang ha. Máy này thì nguyên bản của nó là nó chỉ có cái màu đen anh em, còn màu này không phải màu nha. Này là như hợp kim. Màu gan vậy đó, hợp kim, màu trắng nha. Không phải cái này phải sơn cái nè, này là hợp kim nè, màu gì đó. Đi nó luôn trong phải sơn. Hợp kim này như gan vậy. Cái máy của nó thì chỉ có hai màu thôi, chủ đạo thôi, màu đen với màu đó thôi nè, màu đen với cái màu hộp kim đó, cái là chân động thì màu đen. Đẹp, cái này là hộp kim ha, cái màu là hộp kim, cái máy này là sơn, máy này nó đẹp chưa đó, làm giờ về thêm mà xịt dầu với là nó bóng ha, chứ không có mình không có làm gì thêm. Cái đường này là cái đường vô cái đồng hồ đó áp suất nhất đó các bạn, đường ha, đường vô bộ máy nè. Sẵn này mấy người cho cái vỏ đây. Đây cái đường này là cái đường vô nhớt nè nè, nhớt vô trong bộ máy ra ha, nhớt trong bộ máy ra, cái phần này nó sẽ vô cái đồng hồ đó áp suất nhớt nè, nè. Nhớt mình chạy mình đề máy nó trở lên nha, cái bên này qua đề chừng nào thì quá dày luôn, chừng nào 8 ly mà bản rất là dài, bản khoảng 2 tấc luôn nè, khoảng 2 tấc rất là dày luôn, rất là dày, rất là dài, rất là cứng. Thì chiếc này đi nước trong nha các bạn, nước trong đây, nước trong như đây có 27 trên đây, đây cốt như là 25 ha, một cốt 25 một thì 149 như thế này, 149 nè, 149 cốt lắp 25 khoảng ngủ dài 2,5 m tôm ở bên chớn kẹp đăng đà full inox, nó cái chỗ máy rất là lớn nè, thật lớn ha, cái chỗ chổi nè rất lớn. Từ chữ T thì chữ T đặt anh em, chữ T như 35 đặt ha, chữ T đặt, chữ T chữ T đặt luôn. Đây, như cái trên thì bằng ống 27 như tới đây rất là dài luôn ha, cái kè dài tới đây luôn, từ cái muỗng nước đi lên đó, ống muỗng nước giải nhiệt cũng 27. Nhưng dịch thì chạy dịch hệ 3 cánh bầu, lắp này dài chắc khoảng 4 mét mấy nghe nè, khoảng 4 mét mấy á, một lắp chắc lắp dài khoảng 4 mét mấy, cái bắn u thì dài khoảng 2,5 m ha, bắn u thì dài 2,5 m, 4 mét kẹp. Thì giải nhiệt thì anh đi lên trên đó cánh bẻ xuống đây cái tới mặt tới trên đó cánh bẻ xuống đây là đường vô, cái muỗng nước cái dịch đạp lên đó lên đây vô đây ha, của 27 luồn vô đây ống 20 tới đây thì nó ra bông dùng 34 rồi, 34 34 cái đầu vô đó đề chứ đề ở chút xíu anh dán đóng sạp vậy, dán đóng sạp vậy, cái vỏ 9,2 nè, à vậy là hồi chạy cái vỏ 9,2 lấy 1,5 nghe nè, hả hồng đất Kiên Giang hả, chọn bộ về hồng đất Kiên Giang rồi đề rồi, anh em bắt đầu đề anh em ơi, đu mới vô phụ gia sao xì hơi được, để cái 4-5 ngày nó mới ra hơi. Quá dữ ha, nó không kêu nó không ấy, chỉnh lớn chỉnh nhỏ nó còn nhỏ nữa.
đó nhảy luôn anh em. Rồi 4G1 Isuzu còn 93 ly và full green ha. Ok. Xíu là sẽ hạ xuống test cái vỏ 9m2, lái mét 5 nha anh em. Để 9m2 lái mét 5 ha. Chọn bộ Isuzu làm 93 ly. Vỏ thì vỏ lái mét 5 nha các bạn. Vỏ dày 9m2 lái mét 5. Còn bộ dàn cầu nóc mới luôn nè, đầu bán mới dàn cầu mới ha, tốc dài khoảng 4m2, nhưng giờ thì đang chạy hệ chính dịch là 3 cánh quá. Chưa kéo vỏ ra chạy anh em này, vỏ 9m2 ha, máy này còn rất là căng luôn anh em, mấy cái chỗ mấy cái ống dầu anh em thấy à, rất là mới, rất là căng luôn ha, zin hết trơn nè, zin rất là căng. Mấy đường vô này nè, mấy cái ống rất là đẹp, mấy cái nền đó, cái màu sơn, cái màu chỗ mấy cái ấy nè, rất là đẹp luôn nè. Mấy cái đường vô, mấy coi dầu nè, rất là mới luôn anh em mày, máy rất là chất lượng. Dòng này nó chạy rất là mạnh anh em, chạy tải rất là mạnh, mấy dòng 93-95 nè, anh em chạy vỏ 92 đó, đi tải rất là ok, cái giá cũng tầm trung đó, giá anh em dễ xài ha, giá cũng cái đầu máy tầm hai mấy triệu à, cũng rẻ anh em. Đây là chỗ cái đường dầu rất là đang rất là mới luôn, mấy cái coi dầu này thấy không, quá mới. Đường vô cụ đề mình thấy không, cụ đề ha, hai đường, đường này như là vô cái khóa đề, cụ đề rất là chất đẹp của nè, rất là mới luôn ha, cụ đề rất là mới mình thấy không, rất là đẹp ha. Đồng 93 ly 4GB1 này, này có cặp bogin nha nè, bogin nói với con Isuzu 4KH1 cũng mà tựa nhau nha các bạn, tựa nhau ha, con này thì lọc 93 còn con 4KH1 là nó 95, nói chung là nái giống nhau. Cái chân loại này với cái 95 kia cũng giống vậy à, chung loại luôn ha, chung một luôn ha, vậy là cái 93 với cái 95 là chung loại nha nè, giống hệt nhau luôn ha, làm giống hệt nhau luôn. Rồi rồi nó cái cùng mẹ khác cha. Cha cái mẹ. Chung độ ngoại hả? Nói chung là giống nhau hết, chỉ là khác cái chỗ cái lòng với tâm thôi, chứ giống nhau hết. Chân nền giống nhau luôn anh em. Cái 93 95 là giống chân nền luôn. Còn trang trí nói chung nó cũng khá giống nhau, nó chín muội nhau, cũng giống nhau. Chỉ có điều khác là cái bê tông nó nhỏ, chỉ có 2 ly thôi anh em ơi. Cũng có chạm nha. Chín một muội nha. Có đời này có turbo thì anh em khỏi bàn cãi, có turbo thì nó chạy rất là đạt, chạy rất là mạnh, vừa tốc độ mà nó chạy mát luôn. Anh Thiên biết em sao chổi luôn ha, rồi chổi đấy siêu xe hạ thử test đây anh em ơi, thấy cái vỏ xuống vỏ luôn anh Tèo ơi, test là về anh ơi, à, chắc hồi chắc test cái vỏ này nè anh em ơi, dạ dạ test cái vỏ này dạ, như là vỏ 9m2 đang 1m5 anh em, vỏ này ha, này chắc này phải xin sơ test ha, test cho anh em thử tốc độ nó cỡ nhiêu, chắc mình nghĩ cũng tầm hàng năm mấy 60 trên năm rồi, nếu mà xả ga thì nó phải đạt hơn nữa ha, xả ga nó sẽ đạt hơn. Đây còn đây thì một cái máy của ông anh mới chạy lên anh làm gì không biết, cái này cũng là Isuzu lên nè, còn nó à, còn nó hình như là cũng làm 93 luôn đó, mình thấy cái mặt ở phía trước tiêu tia là 93 đó, còn mà 95 thì nó sẽ bầu ha, vỏ lên như cũng mấy rưỡi đó các bạn, vỏ nó cũng lấy rất là lớn. Đây, anh Hạ đang làm mấy cái dàn cầu máy mới nữa ha, đây này anh mới về một con vỏ dạng nam 7m9 như nam lá như này lấy mét mấy lá mét ha, vậy là cái này mình chạy mấy con cua to 4 là vừa luôn nè, cua to 4 lòng 76-78 là vừa luôn ha, mình là lái 1m, con này cũng giá rẻ nghe nè anh em, mình mốt không chắc mình mốt chứ vỏ này đâu có lái 1m, 7m2 giờ mình cũng lái cũng 1m1 có 1m2 chưa à, 7m9 chiếc này mới về luôn nghe nè, quá mới luôn ha, đây màu cũng rất là mới luôn. Trời, cái máy vỏ này thì anh em có nhu cầu thì liên hệ ha, thì anh sẽ báo giá cho anh em, vỏ này cũng rẻ, cái vỏ dạng nam 7m9, còn anh em muốn xài mà có máy thì anh Hiền cũng báo máy luôn ha,
Còn anh em muốn mua cái vỏ thì anh hàng bán cái vỏ. Cái vỏ này vỏ 79 nè. Này thích hợp cho anh em mình đi mấy con giang ma, giang ma 3 đó nè. Cái ba hoặc là cua tao 4 vẫn được. Vỏ này cũng còn rất là ok luôn ha. À, còn rất là mới. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Vỏ này vỏ dạng nam mới về luôn, 7m9. Đây, 7m9 dạng nam. Lái phỏng 1m1 nha các bạn. Mặt vỏ này cũng mới mà giá cũng ok anh em ơi, giá cũng tầm trung giá rẻ ha. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ bên anh Hiền nha các bạn. Rồi, chút xíu mình sẽ ra mình test cái vỏ ngoài kia anh em. Anh em đang chào ha. Cái vỏ 92 lái 1m5 ngoài nghe nè, còn 4G11. Còn cái bàn này mình đăng cho anh em muốn mua thì bán bộ này ha. Này chỗ 7m9, lấy 1m1 này nè. Chỗ rất đẹp luôn, rất là mới. Rồi, 12 thỉ con lòng 93 ly xuống anh em. Tốt. Ôi dạ. Trời, chưa con dây trong ngoài. Ủa, vỏ này mới dữ vậy ta? Vỏ mới dữ vậy. Vỏ mới thiệt. Quá mới luôn trời. Vỏ quá mới luôn anh em ơi. Trong bộ này vỏ quá trời mới luôn trời. Rồi, vỏ này quá mới. Vỏ này như mới luôn anh em ơi. Mới 90% luôn trời. Vỏ này quá mới luôn ha. Này đã qua sử dụng rồi, vỏ này rất là căng luôn. 85 được rồi, đó là 90. 95 được không? 85 được hả? Nặng dữ rồi. Quá mới luôn anh em ơi. Vỏ rất là căng luôn. 92 lát 1m5. Nắng quá cũng than, mưa quá cũng la. Sao vừa lòng mấy anh đây. Em chả nằm ngủ đi gì trả lương. 4:30 thì cổ cái ban thức dậy. Hai độ hai chúng số là nghỉ làm phải không? Nghỉ làm hay. Tường. Anh nói chúng số rồi giờ sang vô hả thôi. Vậy đó. Nhàn nhàn ấy. Đâu hết tiền lấy chua ăn được mẹ nhưng mà hết tiền biết chứ. Có ai ăn được chắc nào hay chắc đó ha. Nè nó ăn thì xuống đi tự ăn đi. Bình bình như bình 50 ngay năm, 50 tắc tô. Để 4:30 hôm nay muốn gửi cho anh Tài xuống số đi, xuống 3 ông Tài vậy đó. Không, được rồi. Bữa nay có mua không trời? Có mua mới trúng chứ không mua sao trúng? Trúng trong đó gà nhiều chút. Con đá lớn chút nữa. Con Vinh Cam rồi đó ha. Chỗ này quá lớn luôn anh em ơi. Chỗ này lấy tới 1m5 nè. Đặt cái máy 4 xuống mà mình thấy vững băng. Đúng không? Quá dẫn luôn. Băng. Lái lớn như nè, lái 1m5. Thế cái máy này mình đặt vỏ 1m4 vẫn được anh em, 1m4 hoặc là 1m35 vẫn ok. Mà cái vỏ này thì nó lớn quá, đây 1m5. Đúng rồi, vỏ này chai máy này vừa anh ơi. Dạ, nó đúng rồi nó phải không? Ừ. Đúng bà game ha. Nó thấy dữ hơi lắc. À, đúng bà game thì mình chơi vỏ 1m5 là ok luôn anh em. Đúng bài luôn ha, quá vững. Giờ ba chạy vô mới. Ủa mấy cháu nó còn chịu chạy nữa. Giờ chạy nó lớn nhất quen ha. Chạy 1m7 luôn. Qua trời em đua đòi càng ngày càng lớn vậy. Trời bữa đóng cái vỏ mình 1m8 mà ngang đó mà. Cho anh Tèo chạy qua xương qua chỗ lên máy đi mình xuống ngay nè. Mình đo tốc độ cho anh xem thế sao. Rồi mấy miếng dán gì chạy được không Tèo? Hả? Chắc nó chợt khó chạy ha. Chợt khó chạy. Rồi đứng ngoài nó bật cua nó bật lên Tèo ơi. Chắc bọn tắt hả? Đau nhiễm rồi, đau tiếp. Đau nhiễm. Rồi anh Hiền cắt chỗ cây, chỗ máy. Thì là chọn bọn này về hòn đất Kiên Giang anh em. Đi cho anh em đi chở máy bay đi xa lúa ha. Chở luôn hay vậy? Hả? Bán chở luôn hay vậy? Ai biết, chỗ này em với anh Hiền nó bán luôn mà. Ờ. Ừ. Bán luôn á, vỏ máy người ta đặt rồi đó. Cái vỏ với máy này là bán gì Kiên Giang cái vỏ luôn hả nè? Ừ. À, vậy là vỏ bán gì Kiên Giang luôn, chọn bộ luôn. Mà chuyến này anh chủ này anh được cái vỏ này quá trời khứ mới rồi. Vỏ qua sử dụng mà quá đẹp. Ừ. Vỏ này quá mới luôn trời. Quá êm luôn ha. Còn ai muốn sử dụng những cái bộ thế này thì liên hệ bên Hiền nha bạn. Anh chuyên về những cái máy này ha. Xuống luôn đi. Xuống luôn đi. Đỡ tốn dầu đi. Rồi. Với anh Tèo mặt quạo quá anh sợ không chịu dậy nữa. Rồi xuống hạ thủy con này nha anh em ơi. Cậu bộ này giao về Hồng Đất Kiên Giang. Isuzu 4GV1 phòng 93 ly tập Bugin. Vỏ thì vỏ dạng nam 9m2 lát 1m5. Cắt tóc mà. Cắt tóc. Hả? Không rồi. Bị hụt quá vậy. Chết ngựa hụt sao chạy.
không nước vậy tao? Vô không nước vậy? Chạy nước đâu vậy ta? Nó nước đó. Chạy đâu vậy? Chạy ống này lỏng. Lỏng hả? Dạ, chưa xiết câu gì. Đồ nó mới có nhóm gì 5-4 cây đó trời. Cây. Mới nhóm gì 5-4 cây đó. Chắc xong mấy phẻ rồi. Mới có nhóm nhẹ cái là 5-4 cây nghe nè em. Thấy là quá lợi cua ha. Điều này có chạy là chưa có gia cố cái hàng dán nữa các bạn. Có chặt tới chặt luôn có chạy. Mà chạy xung xung cho anh em chơi thôi. Giao cái này bầm cái cạp đàng hoàng nó mới đúng. Để chạy. Quá rồi kinh thật chạy. Đàng hoàng đi lấy cho đứng xe lên rồi. Cạp này chưa có đóng lên chưa có đóng. Mày lên nước suối nó ngược cái ta. Rồi, suối đó. Suối đó. Chưa xả ra nữa mà. Máy này chưa xả ra hết ra nữa. Còn bấm chì nữa rồi mình quay cái chi tiết bấm chì cho anh xem ha. Máy này còn bấm chì nữa. Nhỏ thì máy chì đạt chứ cái ta. Máy dùng quá mà nhập hồn cũng nhấp. Đạt ha. Trời ơi, không ra miếng luôn. Quá dữ. Trung Quốc cho máy Nhật chưa chắc kịp à. Trung Quốc xịn mà. Độ trong đẹp lắm. Nói chung mấy dòng cái này đèn lấy vậy rất là nhiều tại vì nó bền nó mà. Mua thêm được cái vỏ ba tay mà nó mới nha. Im. Lòng chiếc ba ly 4GP1. Mới giờ em bây giờ test là tốc độ là 70 km/h luôn anh em. Mới em chưa có chạy ngang hết. Gác vậy? Hả? Một gác gì? Gác không? Nó hơi ngậm mà xả không biết. Mày chổi hả? Gá hả? Má này à... Còn căng đét luôn. Ga ghim quá khứ, chưa có mở hết nhiêu nha. Mới có mở dàn ngoài, còn dàn trong thì chưa nữa. Chưa khai thác. Cái gì cho anh em chạy bền. Anh em chạy máy bay thì anh em cũng chạy về vừa, chứ không có chạy kéo như vùng mình đây ha. Mình ở năm căn Cà Mau với một tỷ rồi chạy đa số chạy tôm chạy kéo còn về tránh máy bay thì nó cũng chạy vừa sức công sức à để cho mệt đồng bộ nhau về Hồng Đất Kiên Giang cho anh em đi chở máy bay đi xả lúa Isuzu 4GP1 là 93 ly bông viên vỏ thì vỏ dạng nam 92 lát 5.5 ngày nam đồng bộ báo biết ra tốc độ là mới đo được là 70 km/h anh em. Còn xả chưa hết gà. Chổi còn cao hả? Gió vẫn dữ dằn đây ha. Để thoải mái luôn. Có đều dằn sạp lên em chạy đỏ nha các bạn. Về cây gian nó có bóng lại cho nó dễ nha. Chứ chưa có làm khổ chứ. Nó khó chạy.
chưa 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 em phải không? Kiểm nhẹ cái đó anh em ơi. Đây, em đang cân chỉnh cái phần ga nha bạn, chạy cho nó ngọt ha. Chạy nãy ra ga nó lên chưa đều, tốc độ nãy là mình đo được 70 cây số trên giờ đó nghe nè. Ga nó còn hơi bị sừng sững nha, chưa có ngọt không. Chọn bộ này giao về Hòn Đất Kiên Giang có khách nha bạn, hàng chọn bộ. Anh em có nhu cầu mà sử dụng những cái vỏ máy như thế này thì cứ liên hệ bên số điện thoại của anh Hiền nha bạn. Anh chuyên về những dòng máy 3 với máy 4 nha, với vỏ máy đã qua sử dụng. Đây, đã qua sử dụng nhưng mà vỏ này rất là mới, vỏ này rất là khen nha anh em ơi, rất là đẹp. Vỏ này quá mới luôn ha. Và chính thức hai dạng nào, lấy mét rưỡi nha nè. Vỏ này còn rất là đẹp, thành công còn mới tinh luôn, chưa tì vết luôn anh em, đủ quá đẹp. Vỏ này còn có 9 nút anh em ơi, vỏ này quá ok luôn. Đây anh em đang cân chỉnh phần dầu cho máy đang chạy cho nó ngọt lên nha. Sửa dàn sạp đi, chỉnh nóng cái sạp nó mới ngon nè. Dàn sạp mình mới có là làm đỏ nè, chưa có ổn định, bây giờ chạy nó mới chạy, chạy nó còn cao quá nguy hiểm. Chưa chưa cũng 70 à. 70 được rồi. 70 được hả? Còn hỏi quá được không? Đây giờ chạy nước xuôi đấy nè đây. Chạy nước xuôi giọt hơn. Chạy nước xuôi giọt hơn. Giờ đang chạy nước xuôi nè, đang đổ nước ngược là vẫn 70 cây luôn nghe anh em mày. 70 cây luôn nghe. Bây giờ anh em về nước xuôi lại. Chọn bộ này chọn máy bay là hết ý nghe anh em. Tốc độ 70, ca ghim còn. Rồi lấy số còn vài anh em ơi. 23, 23, 21, 27. Đó. Ở đó. Không ra miếng khói luôn nha. Không ra miếng khói luôn anh em. Không xịt miếng khói luôn nha. Rồi quá đạt, 73 cây số trên giờ anh em ơi. Có thấy rõ không nè? Mà chói quá. 73 cây số trên giờ, quá ok luôn. Tốc độ là 73 cây số trên giờ. Còn nóng ga luôn. Quá đạt. Mới khói luôn trời. Ghê thật chứ.
Ở này về cái da ngủ chết ta rồi. Kiếm gì nữa không? Quay lại. Về Kiên Giang hòn đất anh em. Về hòn đất Kiên Giang trọng mẫu. Thì sử dụng 4GB1. Chạy có cái phần dán này hơi khó chạy nghe nè, để dán mình chưa có đóng lại nè, chạy nó sạc qua sạc lại khó chạy. Cái này về làm nghiêm chỉnh lại, mình đã đóng lại ngon lành thì mình chạy thấy dễ hơn nè. Này dán em chạy đỡ thôi, cách máy đằng giao về Kiên Giang với em chạy sơ cho đỡ. Bởi mình để dán cũng ngang cái này rất là nguy hiểm nha, để nó cột cao nó sạc qua sạc lại rất là nguy hiểm, với cây chổi nó trơn đó, cây chổi mà cái nóc nó trơn để nên nó sạc qua sạc lại rất là nguy hiểm nè, khó chạy. Cái này mình làm nghiêm chỉnh đàng hoàng là mình chạy rất là đạt các bạn. Tốc độ 73 cây đồng nghĩa rất là ok à. Thì sử dụng 4GB1 193 ly 4GB trọng bộ dàn cầu với nóc nó 100%. Đây trọng bộ này sẽ giao về hòn đất Kiên Giang anh em. Isuzu 4GB1 khách đặt hàng trọng bộ nha bạn. Máy thì Isuzu 4GB1 193 ly ha. Đây, quá đẹp luôn. Vỏ thì dạng nam 9m2 lấy 1m5. Tốc độ mình đo nãy là chưa xảy ra là được 73 cây số đó nghe anh em, 73 cây số trên vỏ ha, 73 cây. Cái app này mình để cho anh em xem vậy. Rồi cái này mình mở chưa xảy ra hết nghe bạn, mình xả ra tốc độ có thể hơn anh em thấy tốc độ nãy mình đo nè, 73 cây số trên vỏ maximum ha, 73 cây số trên vỏ là máy này chưa xả hết ga nghe anh em ơi. Này mình xả hết ga nó thì tốc độ nó sẽ đo trên hàng phải là 75 hàng 80 luôn nha các bạn. Này mà để ra pin để cho anh em chạy cho nó ok cho nó bền ha. Trọng bộ giao về hòn đất Kiên Giang. Vỏ thì quá mới luôn anh em. Vỏ này đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới. Anh thấy vỏ này đánh giá cũng là mới luôn ha. Vỏ này quá đẹp. Vỏ này còn có 9 nút anh em ơi. Vỏ quá mới luôn ha. 9m2 lấy 1m5. Vỏ này còn rất là chắc luôn các bạn. Rất là chắc. Đấy, với mình đang thêm bán một cái vỏ 7m9 nè. Vỏ 7m9 cũng dạng nam, lái khoảng 1m1. Anh em có nhu cầu sử dụng vỏ thế này thì liên hệ các bạn. Đây, vỏ này mới về luôn ha. Vỏ này mới về. Vỏ dạng nam. 7m9 lấy 1m1. Vỏ này cũng rất là mới luôn anh em. Vỏ ở trong mình rất là mới. Thì anh em có quan tâm thì liên hệ các bạn. Hôm nay giao cái bộ này thì về hòn đất Kiên Giang trước cho khách. Rồi các anh em có nhu cầu sử dụng vỏ máy đó liên hệ ha. Đây, cái vỏ anh hiện mới về nè. Anh em mà có đúng mục đích nhu cầu thì liên hệ vỏ này các bạn. Vỏ này rất là căng luôn. 7m9 nè, tới tầm 1m1. Rồi, video mình cũng xin tạm thời kết thúc đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào, tất cả các bạn.